Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì bây giờ cũng tầm buổi chiều chiều rồi. Mình mới nhận được một cái cục hàng của bên Nhất Tiến nha. Bên Nhất Tiến gửi về nha. Không biết hàng gì luôn, để mình khui ra thử nha. Và nghe có cái bạn đó, bạn gọi trước rồi, mà nói là máy gửi về cho anh thay màn hình. Nhưng mà cách đây khoảng cỡ tuần trước mình mới nhận được. Để mình khui ra thử coi cái máy gì. Mời anh em theo dõi thử nha. Đây nè, cái chị quen bên giao hàng nhanh bên Nhất Tiến mới gọi tiếp thị luôn. Và cái bạn đây, bạn gọi mình cách đây tuần trước rồi, giờ mới nhận được cái cục hàng này. Bạn nói là gửi lên cái máy sửa lại cho bạn, nhưng mà không biết cái hình dạng là sao. Tại vì mình bán máy cũng nhiều rồi, thì mấy anh em hư máy thì cứ hay gửi về cho mình làm, cũng rất là nhiều. Thì hôm nay nhận được cái cục hàng này để mình khui ra xem. Đây là bên Nhất Tiến nha anh em. Nhất Tiến Local Tita. Cái loại bên này nó giao hàng cũng rất là nhanh nha. Rất ok. Đây nè. Một cái máy Realme, nó ghi mật khẩu sẵn luôn. Realme 5, chắc con này là Realme 5i. Hay là Realme C3 đấy, chưa rõ. Để mình coi các bạn ghi gì đây. Em chào anh, em tên Long ở Bình Thuận. Em xem kênh YouTube của anh lâu rồi, thấy anh có bán điện thoại và sửa chữa. Nhà em có cái máy Realme này bị rớt bê màn hình, em gửi lên anh thay lại cho em nha. Thì xong anh báo em với ạ. Có số điện thoại luôn. Ok, mình sẽ tiến hành thay cái màn này cho bạn nha. Rồi xong mình sẽ gọi điện báo cho bạn. Còn nguồn luôn, bể nát luôn anh em. Cái này không ép kính được nha. Nếu mà nó còn bên trong rồi mình sẽ ép kính lại cho bạn này, thì giá nó sẽ rẻ hơn. Còn này là bể nát luôn rồi. Tiến hành là bể này thì không tắt nguồn được. Không thấy được hình bóng đâu mà tắt. Đây nó là rớt quá nặng rồi. Cái này nếu anh đã thay vỏ luôn thì ok. Nhưng mà không có thấy yêu cầu thay vỏ, chỉ thay màng thôi. Tiến hành làm sạch hết những cái keo ron ha. Ha ha ha.
Ok. Lại đẹp ngay. Ok nha anh em. Các bạn xem nha. Màn rất nét nha anh em. Hiển thị rất sắc nét ha. Rồi, tiến hành là mình sẽ cột cây su lại cho nó cố định và chờ gửi đi thôi. Rồi, anh em nào mà có màn hình hư hỏng, máy hư hỏng, alo mình nha. Nhớ bấm đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha anh em. À, thằng ấy chào cả nhà và hẹn anh em ở clip tiếp theo.